Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô và các bạn đi nốt các bài tập còn lại trong quyển bài tập khoa học tự nhiên lớp 7 bộ sách kết nối bài số 6. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta không bỏ lỡ các video mới ở trên kênh nhé. Video hôm trước cô và các bạn đang dừng lại ở bài tập 6.11 rồi. Hôm nay cô và các em tiếp tục với bài tập 6.12 như sau. Hãy giải thích các câu sau dựa trên tính chất của liên kết ion hay là liên kết cộng hóa trị giữa các nguyên tử trong phân tử của các chất. Câu A, vì sao ammonia là chất khí ở nhiệt độ phòng? Vậy thì cái ammonia này thì nó có cái công thức của nó chính là NH3. Và đây đều là các cái phi kim, đúng không ạ? Nitơ một nguyên tử nitơ liên kết với lại là ba nguyên tử hydro để tạo thành phân tử là ammonia. Như vậy thì đây chính là cái liên kết là cộng hóa trị, đúng không nào? Là liên kết cộng hóa trị vì gồm các phi kim liên kết với nhau mà. Vậy thì các em có thể theo dõi cái liên kết cộng hóa trị như sau. Cô biểu diễn này, nitơ thì nó ở ô số 7, như vậy nó có điện tích là 7 cộng. Như vậy 7 cộng thì nó sẽ có 2E ở lớp đầu tiên. Nó có 7 cộng tức là số E của nó sẽ là bằng 7 electron đấy. Mà lớp đầu tiên chúng ta nói là có 2E rồi thì ở lớp thứ 2 nó sẽ còn lại là 5E. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5. Đúng không? Mỗi số chấm này là thể hiện cho 1E mà. Đấy, còn hydro thì ở ô số 1, như vậy nó sẽ có 1E. Dấu chấm này thể hiện cho 1E của hydro. Và các cái nguyên tử của các nguyên tố này nó kết hợp với nhau để tạo thành phân tử NH3. Thì sao? Thì hydro này nó sẽ đi góp chung. Đây. Nó góp chung 1E này với 1E của cái nguyên tử nguyên tố nitơ. Như vậy ở đây, đây nó sẽ góp chung như này. Đấy. 1E này thì nó sẽ góp chung với 1 electron của nguyên tử nguyên tố nitơ này. Đấy, như vậy chúng ta có một cặp E chung như vậy. 1E là của nguyên tử nitơ, 1E là của nguyên tử hydro. Tương tự, đây cũng góp chung 1E của hydro và 1E của nitơ. Còn lại, như vậy chúng ta có ba cái electron này là ghép chung rồi này. Thì còn lại 2 electron còn lại thì chúng ta vẫn giữ nguyên phía ngoài. Đúng không? Sau khi ghép chung như thế thì hydro này nó sẽ đưa về cấu tạo giống với cái khí hiếm gần nhất, đó là heli, có 2 lớp ngoài cùng. Còn cái nitơ này thì lúc này phía lớp ngoài cùng của nó là sẽ có là 8E. Đấy, như vậy có cấu tạo giống cấu tạo khí hiếm. Như vậy là cô đã vừa phân tích cho các bạn biết đây chính là liên kết cộng hóa trị. Chúng ta có thể nhìn vào xem thử là nguyên tử các nguyên tố này có phải là nếu tất cả là phi kim liên kết với nhau thì thường nó sẽ là cộng hóa trị. Như vậy ammonia đây là hợp chất có cái liên kết cộng hóa trị, liên kết giữa nguyên tử nitơ và các cái nguyên tử hydro, đây là liên kết cộng hóa trị các em. Mà trong liên kết cộng hóa trị thì nó sẽ có nhiệt độ sôi thấp. Cái này theo lý thuyết ở trong sách giáo khoa người ta có ghi cho các em nên là cái chất khí này nên nó sẽ là chất khí ở nhiệt độ phòng. Như vậy ammonia sẽ là chất khí ở nhiệt độ phòng, chúng ta vừa giải thích như này. Cô chuyển tiếp sang câu B. Những bạn nào chưa xong câu A thì các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong câu A. Cô chuyển sang câu B như sau. Vì sao nhiệt độ nóng chảy của sodium chloride và iốt iodine rất khác nhau đấy? Đây là của cái KCl và I2 này. Của NaCl, của mối ăn đấy, NaCl và của phân tử iốt này. Tại sao nó lại có nhiệt độ nóng chảy là khác nhau? Và nhiệt độ nóng chảy của chất nào thì cao hơn? Như các bạn đã biết, đây, sodium chloride thì nó chính là
có cái công thức là NaCl đấy. Đây là cái phân tử gồm có một nguyên tử natri liên kết với một nguyên tử clo. Như vậy chứng tỏ là phân tử của nó gồm có nguyên tử kim loại liên kết với phi kim. Mà kim loại liên kết với phi kim thì cái liên kết của nó chính là liên kết ion. Đúng không nào? Đấy, liên kết ion. Còn đây là liên kết của cái phân tử iốt này thì nó chính là liên kết cộng hóa trị. Đấy, là chất cộng hóa trị. Như vậy, cái nhiệt độ nóng chảy trong cái liên kết mà liên kết ion ấy thì nó sẽ cao hơn so với nhiệt độ nóng chảy của cái chất mà nó có liên kết là liên kết cộng hóa trị. Như thế thì chúng ta sẽ suy ra được là nhiệt độ nóng chảy của sodium chloride thì nó sẽ lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của iốt. Như thế chúng ta sẽ có như sau. Câu số 6.12 ý B. Kem sẽ giải thích cho cô này. Đó là ta có nhiệt độ nóng chảy của sodium chloride, tức là của muối ăn đấy. Và iodine, tức là của iốt, rất khác nhau. Vì muối ăn sodium chloride có công thức là NaCl, nó là hợp chất ion. Nó là hợp chất ion. Bởi vì là cái này là gì? Liên kết giữa các cái nguyên tử của nó này là liên kết ion. Đấy. Còn iốt này nó là hợp chất cộng hóa trị. Như thế thì đối với hợp chất ion thì nó sẽ có nhiệt độ nóng chảy cao hơn so với là hợp chất mà có liên kết là cộng hóa trị. Cái này là theo lý thuyết sách giáo khoa. Nên các em sẽ suy ra được nhiệt độ nóng chảy của NaCl cao hơn, tức là nhiệt độ nóng chảy của sodium chloride cao hơn. Như vậy các em suy ra được nhiệt độ nóng chảy của sodium chloride cao hơn. Xong được bài tập 6.12. Cô chuyển tiếp sang bài tập cuối cùng. Cô có bài tập 6.13. Bạn nào chưa xong thì hãy dừng lại để tiếp tục làm xong. Bài tập 6.13 như sau. Đơn chất magnesium và đơn chất chloride phản ứng với nhau tạo thành hợp chất là magnesium chloride. Nó là hợp chất có cấu trúc là tinh thể. Vẽ sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết ion trong cái hợp chất MgCl2 từ nguyên tử Mg và Cl theo hình như xem cái hình bài 6.2 trong sách giáo khoa trang 37. Cho biết được số proton trong hạt nhân của Mg là 12 và proton trong hạt nhân của chloride là bằng 17. Như vậy, để vẽ được cái sơ đồ hình thành liên kết ion thì trước tiên Kem sẽ vẽ cho cô cái sơ đồ cấu trúc E của Mg và của Cl. Ở đây, Kem sẽ vẽ cho cô sơ đồ E của một cái nguyên tử magie và hai nguyên tử chloride. Bởi vì trong công thức của chúng ta là MgCl2 mà. Cái bài này thì vẽ sơ đồ cấu tạo E thì các em các bài trên thì chúng ta đã vẽ rất là nhiều rồi. Các em vẽ tương tự thôi. Đầu tiên người ta cho Mg này là có trong hạt nhân có 12 hạt proton, tức là nó sẽ mang điện tích là cộng 12. Cộng 12 thì nó sẽ có là 12 electron. Như vậy lớp đầu tiên có 2E. Lớp thứ hai có 8E. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Cứ một dấu chấm này là thể hiện cho một electron. Như vậy chúng ta có 2 cộng với 8 là bằng 10E rồi. 2 này, 4 này. Như vậy là 10E rồi. 10 thì còn 2E nữa để nó thành 12E này. Đây là 12E đúng không? Mà mới biểu diễn được 10E. Như vậy còn 2E nữa. Vậy 2E ở đây. Như vậy là chúng ta đã biểu diễn xong sơ đồ E của nguyên tử
magnesium. Tiếp theo là chúng ta sẽ biểu diễn sơ đồ E của cái nguyên tố clo. Clo này người ta cho là có số P là bằng 17. Như vậy sẽ là cộng 17 này. Lớp đầu tiên thì vẫn là 2E này. Lớp thứ hai là 8E này. Cộng 8 là bằng 10, như vậy còn 7E nữa thì nó nằm ở lớp thứ 3. Đây, lớp thứ 3 này là có 7E. Đấy. Nó có 7E rồi thì nó sẽ có xu hướng là nó cần thêm 1E nữa để nó nhận vào đây để thành cái lớp ngoài cùng có 8E, tức là cấu tạo của khí hiếm đấy. Đúng không? Tương tự thì phía dưới này các em sẽ biểu diễn thêm cái sơ đồ E của thêm một cái nguyên tố chloride nữa. Lớp đầu tiên 2 này. Lớp thứ 2 8 này. Lớp thứ 3 2 cộng 8 là bằng 10 rồi. 10 mà đây là 17, như vậy thêm 7 nữa này. 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Như vậy thì khi mà kim loại liên kết với phi kim thì kim loại nó sẽ có xu hướng là cho E đi. Cái này nó cho E đây 1E này. Cái này nó sẽ cho đây 1E này. Khi mà nó cho hai cái E lớp ngoài cùng này đi thì nó sẽ mất đi cái lớp E ngoài cùng này luôn, bởi vì lớp ngoài cùng này có 2E mà. Đã cho đi rồi thì mất luôn. Như vậy nó chỉ còn 3, còn có hai lớp E thôi, lớp thứ nhất và lớp thứ hai này thôi. Như vậy các em sẽ biểu diễn lại ở đây cho cô. Như vậy nó sẽ tạo thành này. Đây vẫn là cộng 12 này. Mất đi lớp E ngoài cùng rồi thì cái lớp này nó vẫn là còn 2E này. Lớp đầu tiên vẫn còn 2E. Và lớp thứ hai thì có 8E này. Như vậy lớp thứ ba có 2E thì chúng ta cho đi rồi thì thôi. Khi mà nó cho đi 2E, nguyên tử các nguyên tố cho electron thì nó sẽ mang điện tích dương. Như vậy cho đi 2E thì nó mang điện tích là 2 cộng. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ được ion Mg2 cộng đây. Còn chloride nhận thêm E, cái này nhận thêm 1E nữa. Cộng 17 đây. Lớp đầu tiên thì vẫn là có 2E. Lớp thứ hai có 8E. Cứ mỗi dấu chấm này cô thể hiện 1E, 8 dấu chấm là 8E. Như vậy, lớp ngoài cùng của nó theo cái vẽ đầu tiên này là có 7E, nhận thêm 1E nữa thì cái lớp ngoài cùng bây giờ thành 8E. Như vậy lớp ngoài cùng bây giờ thành 8E này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Vì nó được nhận thêm 1E nên nó sẽ mang cái điện tích trở thành ion là 1 trừ. Như vậy đây chúng ta có là Cl trừ. Tương tự cái anh Cl phía dưới cũng vậy. Anh Cl phía dưới này cũng vậy, nhận thêm 1E nữa. Cái lớp đầu tiên vẫn là 2E này. Các em biểu diễn hai dấu chấm là 2E. Cái lớp thứ hai nó vẫn là 8E. Lớp thứ hai thì giống y hệt như này, không thay đổi ở lớp thứ hai. Ở lớp thứ 3 thì ban đầu là có 7E, nhưng sau đó được nhận thêm 1E nữa. Như vậy lớp thứ 3 bây giờ thành 8E.
Cứ mỗi dấu chấm này cô thể hiện cho 1E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy vì nó nhận thêm 1E nên là nó sẽ trở thành cái ion 1 trừ đây. Xong được cái sơ đồ của bài 6.13 ý A. Những bạn nào mà chưa xong thì các em có thể dừng một chút để các em tiếp tục làm xong. Cô chuyển tiếp sang câu B như sau. Cô có câu B, lập bảng mô tả một số tính chất của đơn chất magnesium, đơn chất chloride và hợp chất magnesium chloride. Các tính chất bao gồm: thứ nhất là cái thể của chất ở nhiệt độ phòng. Thể này tức là ở nhiệt độ phòng là cái nhiệt độ bình thường xung quanh cái môi trường ta đấy, đúng không? Cụ thể là người ta nói nhiệt độ phòng là 25 độ C này, là cái môi trường mà chúng ta cảm thấy nó không quá nóng mà cũng không quá lạnh, đúng không? À, thể này tức là thể rắn hay thể lỏng hay thể khí đấy. Đấy thì các em xem thử, nhiệt độ bình thường thì kim loại magnesium này, rồi Cl2 này, MgCl2 này, nó ở thể rắn hay thể lỏng thể khí này, tính tan trong nước này, tức là nó có tan ở trong nước hay không, đúng không nào? Màu sắc của nó là màu gì này, và nó có dẫn điện dẫn nhiệt hay không thì chúng ta sẽ điền vào. Các em lập cho cô cái bảng như sau. Bảng của bài 6.13 ý B. Đầu tiên là chúng ta có magnesium, tức là kim loại Mg. Ở điều kiện thường, ở điều kiện nhiệt độ phòng thì nó tồn tại ở thể rắn. Chloride thì nó ở thể khí. Bình thường thì cái phân tử khí clo thì nó ở tồn tại ở thể khí. Còn khi mà hai cái này liên kết với nhau để tạo thành MgCl2 thì nó ở thể rắn. Tan ở trong nước thì chúng ta có cái MgCl2 đấy. Mg đầu tiên là kim loại Mg trước đi. Mg thì nó không phải là kim loại kiềm, đúng không? Kim loại kiềm chúng ta có natri, kali, canxi, bari, liti. Như vậy là Mg này không phải kim loại kiềm thì nó không tan ở trong nước. Như vậy là cái này là không tan. Chloride thì nó ít tan trong nước. Cái này nó có nhưng mà nó ít. Còn MgCl2, MgCl2 thì cái này là tan. Cái này nó tan nhiều ở trong nước. Đây là một cái muối tan. Đấy. Màu sắc thì chúng ta có cái kim loại magnesium thì nó có màu trắng này. Khí chloride thì nó có màu vàng này. Trở thành muối MgCl2 thì nó cũng có màu trắng này. Magnesium thì nó là kim loại, nó có khả năng dẫn điện này. Chloride ở điều kiện khí thì nó không dẫn điện. Còn cái MgCl2 thì nó chỉ dẫn điện khi mà nó tan trong nước thôi. Cái này nó dẫn điện khi tan trong nước. Như vậy trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành đi nốt được toàn bộ các bài tập còn lại trong quyển bài tập khoa học tự nhiên lớp 7 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống bài số 6. Các em hãy về xem thật kỹ những cái bài mà cô đã hướng dẫn cho các em trong 3 tiết học
trong 3 tiết chữa bài tập của bài số 6 này nhé. Đặc biệt là các cái bài vẽ sơ đồ thể hiện cho liên kết cộng hóa trị hay là liên kết ion đấy. Cô chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.